Dạ thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là vui được các anh em Phật tử trong vùng Arlington và các vùng phụ cận đồng tâm tổ chức buổi chiều hôm nay. Mặc dù chiều thứ tư đi làm mệt, nhưng đại chúng cũng đã dành rất nhiều tình thương cho Pháp Hòa. Bằng chứng là quý vị đã hiện diện trong hội trường này. Lời đầu tiên xin được kính vấn an sức khỏe của quý vị và chúc nguyện quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây được gặp quý vị, nhất là những vị ở vùng Arlington, các vị mà chưa bao giờ chúng ta được gặp mặt bằng xương bằng thịt nhưng mà chúng ta đã gặp nhau ở trong TV, trong YouTube rất là nhiều, và hôm nay được gặp nhau, được thăm hỏi, được chụp hình, và bây giờ còn được ngồi đây để chúng ta bàn luận những đạo lý với nhau, sắp tấn với nhau trên bước đường học Phật. Thầy kính thưa đại chúng, ở trong văn Thủy Sám, quý vị ở đây ai đã từng tụng văn Thủy Sám thì đến cái quyển thứ ba, bởi vì văn Thủy Sám toàn bộ là ba quyển gom lại thành một, thì đó là một cái bản văn sám hối mà phần lớn tất cả những Phật tử thuộc Phật giáo Bắc truyền đều biết cái bản văn này. Bản văn này được viết bởi một vị hòa thượng người Trung Hoa, ngài tên là Ngộ Đạt, sống vào thời Tống, và ngài đã từng bị một cái oan nghiệp ở trên cái chân của ngài, tức là ngài bị một cái mục ghẻ, mà cái mục ghẻ này khi đau nhất thì chỉ có thể lấy thịt còn máu tươi đắp lên thì mới có thể hết được. Thì đến khi ngài nhớ lại khi mà ngài còn nhỏ, ngài đã từng cứu giúp một vị thầy mang bệnh ở ngoài hiên chùa, thì vị thầy đó đã cho cái lời huyền ký với ngài: mai mốt ông lớn lên, ông sẽ là một người nổi tiếng, tu hành đắc tốt, nhưng sau này ông sẽ bị một cái bệnh, một cái nạn rất lớn. Nếu lúc đó ông còn nhớ thì ông hãy đến cái núi Cửu Lũng. Cửu Lũng chứ phải Cửu Lâm. Núi Cửu Lũng, thì nơi đó sẽ có người giúp cho ông. Thì trong khi mà đau nhất như vậy thì Ngộ Đạt Quốc Sư đã nhớ đến, khi mà lớn lên á, thì cái chú tiểu mà ngày xưa giúp cho vị thầy đau bệnh đó sau này trở thành một vị quốc sư đúng như lời huyền ký, tức là trở thành một vị thầy của vua. Và trong khi ngồi trên pháp tòa làm bằng gỗ trầm và thần dân quỳ xuống đảnh lễ, thì ông khởi cái tâm niệm vui vẻ, thích thú, thỏa mãn, cho nên cái phước nó giảm. Vì cái phước giảm cho nên cái oan nghiệp đó nó có cơ hội nó xâm nhập vào. Thì khi mà ông đến cái, trong khi mà đau nhất thì ông nhớ đến cái lời nói đó, và ông đã tìm đến cái núi Cửu Lũng. Thì đến đó thì gặp một chú tiểu bước ra, ông trình bày sự việc, thì chú tiểu nói rằng: thầy của tôi nói rằng ông đến đây, thì trước khi gặp thầy tôi, ở đây có cái dòng suối, ông hãy đến cái dòng suối đó lấy nước rửa cái mục ghẻ này cho sạch, rồi thầy tôi sẽ gặp ông. Thì trong khi mà ngài Huyền Ngộ Đạt định lấy tay rửa cái mục ghẻ đó, thì nghe cái tiếng nói: khoan đã, ngài là một vị quốc sư học rộng biết nhiều, vậy thì ngài có biết cái câu chuyện vừa giữa Viên Án và Triều Thố không? Thì ngài nói: ô, tôi biết, đây là hai ông quan, và đã ông quan nọ đã xử ông quan kia. Thì nói rằng: đúng, tôi là Viên Án, ngài là Triều Thố, ngài đã xử tôi oan, chết oan trong tay của ngài, và lúc nào tôi cũng muốn báo thù,
Nhưng tiếc rằng 10 kiếp rồi, kiếp nào Ngài cũng là cao tăng đắc đạo, cho nên tôi không thể làm gì được Ngài hết. Nhưng mà tôi vẫn cứ đi theo Ngài miết. Cho đến lúc này, khi mà Ngài ngồi lên gỗ trầm hương bằng làm bằng cái gai cho Ngài ngồi, cái ghế cho Ngài ngồi, thì Ngài khởi cái tâm tự cao, tự mãn, cho nên cái phước nó giảm và có cơ hội tôi báo thù. Thôi thì hôm nay cũng nhờ Quan Âm Bồ Tát điểm đạo, và tôi với Ngài xin xóa bỏ. Ngài hãy lấy cái nước này Ngài rửa đi, rửa cái bột ghẻ đi, thì ân oán giữa tôi với Ngài sẽ dứt sạch. Khi mà Ngài lấy nước Ngài khoát lên thì nó đau tận xương tủy, thì Ngài té ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì không còn thấy chú tiểu đâu, cũng không thấy cái gì nữa hết, mà chỉ thấy Ngài ở một cái nơi vắng vẻ như vậy. Ngài giật mình và Ngài thấy được cái oan nghiệp, cái khổ báo với nhau. Cho nên Ngài đã phát tâm tự thân của mình tra cứu trong kinh điển, viết lên một cái lời sám hối. Trước là cho mình lễ sám, cho nên Ngài mới đặt cái bộ sám mà do chính tay Ngài viết với cái tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp, mà nếu mình dịch ra tiếng Việt là phương pháp sám hối của nước Từ Bi, thì ý muốn nói rằng nếu chúng ta trong cuộc đời này cái thân của chúng ta dơ bẩn thì chúng ta lấy nước tắm rửa, và tâm của chúng ta nếu nhiễm ô thì cũng phải nhờ cái nước mà rửa dội, mà nước này phải là nước Từ Bi chánh định. Và cái bản văn này được truyền cho đời sau, và Trung Quốc sử dụng, và cũng truyền tới nước Việt Nam, và nước Việt Nam mình cũng sử dụng bản văn này để hành lễ sám hối. Mà tất cả những lời lẽ trong sám pháp là dựa theo kinh sách mà nói, rồi dựa theo những lời dạy của Đức Phật mà Ngài soạn. Cho nên những cái gì mà chư tổ soạn thì không gọi là kinh, mà gọi là sám pháp. Sám pháp tức là phương pháp để chúng ta sám hối, gọi là sám pháp. Mà chúng ta có rất nhiều sám pháp, thí dụ như lương hoàng sám pháp, thủy sám pháp, đại bi sám pháp, địa tạng sám pháp, Di Đà sám pháp, vân vân. Nhưng mà những cái sám pháp là do chư tổ soạn ra. Thì Ngài Ngộ Đạt soạn thủy sám gồm 3 quyển. Và đến cái đoạn cuối cùng của quyển thứ 3, trước khi kết thúc cái bài sám pháp đó, trong đó có một câu: như chư Phật, chư Bồ Tát phát thệ nguyện tu phước trí làm hồi hướng, con nay cũng bắt chước chư Phật chư Bồ Tát phát cái thệ nguyện tu phước trí làm hồi hướng. Không gian dẫu hết, thế giới dẫu hết, nghiệp chướng dẫu hết, nhưng hạnh nguyện của con vẫn không cùng. Cái lời kết của cái bản văn thủy sám, cái lời, cái câu cuối cùng rất hay. Thì hôm nay Pháp Hòa trích 3 chữ, 3 câu trong đó. Như chư Phật đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, đã làm hồi hướng, chúng con ngày nay cũng nguyện như thế. Bây giờ chúng ta ngồi kiểm lại, chúng ta đã làm đủ 3 điều này, 3 điều này không? Có. Mình đã từng phát nguyện, mình đã từng tu phước, tu trí, mà mình cũng từng hồi hướng. Nhưng mà chúng ta làm mà chưa thông cái lý, hiểu cái sự. Cho bây giờ Pháp Hòa nói thêm một chút. Thế nào là phát thệ nguyện?
khi mà người ta không tin mình nói thì mình phải thề, phải thốt. Khi mình nói cái gì mà người ta không tin thì mình thề. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì chúng ta không có thề, mà chúng ta phát thệ nguyện. Tức là cái nguyện ước này nó thâm sâu, nó từ trong trái tim mình đi ra, cho nên gọi là phát thệ nguyện, chứ không có thề. Mà bây giờ mình tu á, mà mình không nguyện, làm sao tu nó tới? Ví dụ như có nhiều người nói thôi, tôi không có ăn chay, tôi không có dám khấn, dám nguyện gì hết, ăn tới đâu tới. Khi nào tôi rảnh tôi ăn. Có bao giờ ăn không? Không bao giờ. Tại vì khi nào rảnh mới ăn, mà không bao giờ rảnh. Tại vì ở đây nhà hàng nhiều lắm, cho nên không có rảnh. Đó, tôi không có nguyện tụng kinh nè, khi nào tôi rảnh tôi mới tụng. Nói theo miền Tây là tôi quẩn tôi mới tụng. Nhưng mà thường là không có quẩn. Tôi không bận đi chợ thì cũng bận giữ cháo, bận giữ cháo cũng bận có cải lương. Thật ra là lúc nào mình cũng sẽ có cái lý do để mình thối lui. Cho nên xin thưa đại chúng là mình tu mình phải phát nguyện. Ở trong giáo pháp của Phật á, Đức Phật có nói như thế này. Đức Phật có ví dụ giáo pháp của Ngài có 8 đức tánh giống như biển. Thì trong 8 đức tánh đó có một cái câu ví dụ như thế này. Biển á, thì lài lài từ ở mặt dài ra tới ngoài và từ từ nó mới sâu, đúng không? Mặt biển, bờ biển nó cạn cạn rồi ra sâu, sâu sâu dần ra tới giữa biển thì nó sâu. Giáo pháp của Phật cũng thế, cũng căn bản từ ở cái mặt nhẹ nhàng như thế này rồi dần dần nó sâu hơn. Mình học Phật cũng vậy, cũng phải học từ căn bản, học lên cho cái sâu. Thí dụ bây giờ là Phật tử nè, mình phải phát cái nguyện học Phật. Bởi vì mình không học Phật mình đâu biết gì đâu tu. Cho nên ở Việt Nam mình có một vị tổ, Ngài nói như thế này: tu mà không học là thêm lớn cái vô minh, học mà không tu là tăng trưởng tà kiến. Bởi vì nếu mình tu mà mình không học thì mình không biết gì để tu, cho nên càng tu càng vô minh, càng mê tín, càng dị đoan, càng hiểu Phật một cách lệch lạc. Đó là tu mà không học thì thêm lớn vô minh. Học nhiều quá mà không tu thì tăng trưởng cái tà kiến. Nói những chuyện mà phù phiếm, chẳng hạn như chứng đạo, phóng hào quang, rồi đủ thứ hết, cho nên đó là tà kiến. Mà đạo Phật không có tà kiến. Mà đạo Phật luôn luôn dạy chúng ta chánh kiến. Cho nên bây giờ mình nguyện đi, không dám nguyện nhiều thì phải nguyện từ khiết nhỏ. Chẳng hạn như con nguyện đối với bản thân, tu thân á, nếu mà nói về tu thân thì nguyện như thế này: ăn chay mỗi tháng 2 ngày, tối trước khi đi ngủ lại Phật 3 lạy, mỗi tháng ít nhất đi chùa 1 lần, chứ không phải 5 lần nha. 5 lần là đi mùng 1 á. Là cười lớn, chắc đi mùng 1 không quá. Mà mùng 1 có đi 1 lần thì người ta cũng kêu chùa, mà chùa Bà Đanh. Quý vị nghe nói chùa Bà Đanh, Phật tử ít nhất 1 tháng đi chùa 1 lần. Thật sự đi chùa không có tu, chưa tu, nhưng mà có đi chùa để chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về với cái thiện, lánh cái xấu. Bởi vì chữ chùa nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, gọi chùa. Ấy, chùa là gì? Chùa nghĩa là gì? Thì người Phật tử phải trả lời: chùa là cái nơi xa cái ác, gần cái thiện. Cho nên nhiều khi mình đi chùa thì cũng nhắc mình được một chút. Cho mình nói về thân thì phát nguyện ở mặt ăn uống tu học. Còn nếu mà nói về cái hạnh nguyện Bồ Tát thì mình phát nguyện lớn hơn, làm những việc. Thí dụ quý vị thấy ngày hôm nay mà chúng ta có mặt ở đây như thế này không đơn giản. Đâu phải chỉ mướn cái hội trường rồi thôi. Phong Hòa thấy mấy anh em cả ngày nay cũng tất bật,
quý cô Phật tử ở chùa Viền Quang thì phải nấu ăn từ chiều tối hôm qua để cho chúng ta có được một miếng cơm chay lót dạ, gọi là tu thân, phải không? Rồi bây giờ nghe Phật pháp là tu tâm. Cho nên một lần mình đi chùa là mình nuôi dưỡng cả thân và tâm. Nghe giáo pháp, tụng thời kinh là dưỡng tâm, mang thức ăn nuôi tâm. Rồi chùa đãi cơm chay gọi là tu thân. Cho nên tu thân và tu tâm thường được nhắc nhở. Cho nên mình phát cái nguyện để làm gì? Không nguyện thì không làm được. Một người đi tu á, cũng phải phát nguyện. Cho hồi nãy quý vị nào mà thọ tam quy là phát nguyện: con nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Mà mình có cái nguyện quy y rồi thì mình sẽ chính thức trở thành Phật tử, và nguyện bây giờ xa lánh cái cách sống của tục tử. Mà quý vị thấy không? Tu 1 giờ đỡ 1 giờ, tu 2 giờ đỡ 2 giờ. Mà Pháp Hòa hay ví dụ tu như ăn bánh nha. Ăn 1 cái thì no 1 cái, ăn 2 cái thì no 2 cái, mà không ăn thì không no, không ăn thì đói. Cho nên một lại của mình lại xuống thì tăng trưởng cái phước huệ cho mình. Cho nên người Phật tử quý vị đừng có sợ phát nguyện, bởi vì không phát nguyện thì không có cái thềm thang để mình đi tới. Cho phải có cái nguyện. Mà chưa dám nguyện xa, nguyện sâu thì bây giờ mình nguyện căn bản. Như Pháp Hòa thưa là mình nguyện ăn chay, nguyện bố thí làm lành, rồi mỗi tối niệm Phật trước khi đi ngủ. Thí dụ bây giờ mình chưa có khả năng niệm lâu thì có sâu chuỗi 108 hộp đó, niệm 1 sâu, rồi quen quen rồi niệm 2 sâu. Có khi mình niệm mà 10 niệm trong một hộp cũng được. Thí dụ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 10 niệm trong một hạt chuỗi. Mà niệm 108 hạt đó là cả 1000 niệm rồi đó. Giống như hồi nhỏ mình đi gia đình Phật tử vậy. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá tới 10 ly đá chanh. Chỉ nghe mình cái mình niệm một ly chanh đá, hai ly đá chanh, một ly chanh đá, hai ly đá chanh, hai ly chanh đá, một ly đá chanh, một ly chanh đá, một ly đá chanh, một ly chanh đá, 10 ly đá chanh. Một hơi mà nói được 10 cái. Thì bây giờ mình niệm Phật. Nhiều khi Pháp Hòa đi phi trường, ngồi trên máy bay, Pháp Hòa niệm 3 hơi một niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn đó khỏe không khỏe. Còn nếu mình khỏe hơi nhiều, 10 niệm một hạt chuỗi. Mình niệm vậy để chi? Để cái tâm của mình á, nó gia nhập vô câu niệm Phật, cái nó quên cái khác. Mà cứ lần như vậy riết, cái tâm mình nó tỉnh. Vì cái tâm của mình mấy chục năm nay á, nó huân cái xấu. Bây giờ một ngày làm sao rửa? Nước thủy xám mà rửa một lần đâu có hết. Cho nên phải ngâm, phải rửa, phải dội, phải chùi, phải làm đủ kiểu hết cho nó sạch cái đó. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều cách tu: niệm Phật, tụng kinh. Tụng kinh coi vậy chứ hay lắm. Khi mà Pháp Hòa trong lòng có những cái gì bất an, mình suy nghĩ không thông, mình lo lắng nhiều, lên tụng thời kinh. Tụng thời kinh mình không có muốn nghĩ ngợi gì nữa hết. Bây giờ mình thả hồn mình theo lời kinh, tụng xong thời kinh xuống, cái tâm tư mình nó thanh thản, cái tự nhiên mình có thể thông được những điều mình đang bế tắc. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi mình chú tâm một cái gì quá thì bắt đầu nó không thấy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị để tâm tới, quý vị trừng tới một cái hình ảnh nào đó, hồi nó lòa mắt. Bây giờ nhắm mắt lại, hoặc là mình đi tới lui cho mắt mình nó khỏe, rồi mình rửa mắt đồng hồi cái mắt mình nó khỏe, rồi mình nhìn cái đó lại cái nó sáng sủa. Tu cũng vậy. Cho nên khi nào tâm hồn mình không thoải mái đó, đừng có ở đó suy nghĩ hoài, nó không thông đâu. Tụng thời kinh đi, trì ba biến chú đại bi, hay năm biến chú đại bi, hay lại sám hối.
Thường thường Pháp Hòa bệnh cảm, bị ngạt mũi, Pháp Hòa ít uống thuốc lắm. Cái cách của Pháp Hòa làm cho thông mũi là lại Phật. Đứng lên đọc danh hiệu Phật, lại xuống, lại ngồi co lên co xuống vậy nè, máu huyết mình nó thông với nó thông. Đó là cái cách Pháp Hòa đó, ít uống thuốc lắm. Mà khi nào Pháp Hòa đi đâu giảng á, mà bệnh dữ lắm mà cần phải hết liền á, Pháp Hòa xin 2 viên Tylenol uống là hết liền. Còn mà mình cứ hở chút mình uống thuốc, hở chút uống thuốc, cái nó quen thuốc rồi mình uống nó không hết. Còn mình ở nhà đó không cần thiết uống thuốc, nên trị bệnh bằng cách thiên nhiên. Uống nước ấm, nước sôi, uống gừng, uống chanh, uống cà sâm và cạo gió là gì đó, chữa bằng cái thiên nhiên. Còn cái thuốc là để chữa lúc ngặt, khi nó lâm vào cái tình cảnh ngặt, cần như chiều nay nè, nhức đầu kinh khiếp, xin 2 viên Tylenol uống dở đỡ. Chứ hồi chiều là nó nhức đầu khủng khiếp lắm. Cho nên mình mới biết là khi mình uống thuốc nhiều thì nó lờ. Rồi thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình phát cái nguyện mình tu tập, cho nên chư Phật nhờ phát nguyện mà vững chãi. Phải có đối tượng. Quý vị thấy á, nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không thấy cảnh khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện Ngài tu. Mà nhờ Ngài phát nguyện Ngài tu, Ngài mới thành được người giác ngộ. Người giác ngộ gọi là Phật, chúng có gì hết á. Mình bây giờ thì cũng giác ngộ, mà thấy gì ngộ ngộ giác. Phật ngày xưa thấy cảnh khổ của chúng sanh Phật ngộ. Còn giờ mình thấy gì ngộ ngộ lạ lạ mình giác. Phật, như chư Phật đã phát thệ nguyện, thì bây giờ con cũng phát thệ nguyện. Cho nên tại sao chúng ta thắp 2 cái đèn, chúng ta lập cái bàn thờ Phật á, bên này dĩa trái cây, bên này bình bông. Bình bông là nhân, trái cây là quả. Ở giữa là lư hương, là tượng trưng cho giới. Người tu hành phải có giới. 2 chung nước tượng trưng cho từ bi nhẫn nhục. 2 cái đèn tượng trưng cho trí tuệ. Vậy thì quý vị nhìn trên cái bàn thờ Phật là quý vị thấy cả cái giáo pháp căn bản: nhân quả, từ bi, trí tuệ, giới đức. Người mà đầy đủ cái đó rồi á, thì lo gì không có phước, không có trí. Mà gì đâu mà có phước, có trí gì phát cái thệ nguyện. Con lập cái bàn thờ Phật không phải để cầu cho con an. Con muốn an không? Muốn. Muốn an phải làm gì? Phải từ bi, phải nhẫn nhục, phải nhớ nhân, nhớ quả, phải tu giới cái tự nó an. Cho nên gọi là an vị Phật. Quý vị thỉnh quý thầy về an vị Phật. Quý thầy để cái tượng Phật lên an cho mình. Rồi bên cạnh đó mình bày một dĩa trái cây, một bình bông. Trái cây là tượng trưng cho quả, mà quả thì phải đơm cho cao. Cho nên mỗi ngày con nguyện đưa cao cái quả giác ngộ con lên. Cho nên trưng trái cây không có trưng lè phè ở trên cái dĩa. Thế mà trưng trái cây là phải đơm cho nó cao lên. 4 trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ, để 3 trái 3 góc, để 1 trái trên. Lúc nào trái cây cũng đôn lên, tượng trưng cho cái quả cao tồn. Hễ có nhân thì có quả, mà đi chợ là lựa quả tốt mới mua, chứ không ai lựa quả xấu. Vì vậy sống ở đời nhớ lựa việc lành mà làm, chứ không có việc xấu mà làm. Lựa quả mà, khi đi chợ lựa quả mua thì mình cũng phải lựa cái trái tốt tươi, việc lành tốt mà làm. Bên này là bình hoa, là tượng trưng nhân nhân, và còn tượng trưng cho vô thường. Hoa nó tươi đây nè, rồi mai mai nó héo. Đời mình có tươi tốt cỡ nào, sang trọng cỡ nào, rồi có ngày nó cũng sao? Nó cũng héo héo. Có oanh cỡ nào rồi có ngày cũng liệt, cứ oanh liệt. Và cuối cùng hết oanh còn liệt. Sống mà lợi hại cỡ nào đi nữa, rồi cuối cùng hại nhiều hơn lợi. Kiểu lợi hại quá.
hại nhiều hơn lợi. Bởi vì sống mà không có biết nhân, biết quả, biết từ bi, biết nhẫn nhục, biết giới, cho nên giới để ngay giữa lấy lừa hưởng. Giới phải để ngay giữa. Người có giới là có tất cả. Cho nên dâng cái hương lên, giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Hương giới, hương định và hương tuệ. Hương giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến hương. Đó là ngũ phần hương. Hương thơm bay ngào ngạt, chứa đựng hương ngũ phần. Cho nên phải tụng lư hương xạ nhiệt. Trong lư hương này, nhang trầm vừa xông lên, lư hương xạ nhiệt. Chỉ cần thắp cây hương nó lên thì pháp giới được thấm nhuần, là pháp giới mông huân. Không phải con người không, mà cỏ cây muôn loài muôn vật xung quanh. Người có giới hạnh thấm nhuần được tất cả, cho nên cái bình hương để ngay giữa. Phật cũng có trí tuệ, con cũng có trí tuệ, cho nên hai cây đèn. Phật cũng có tâm từ, con cũng có tâm từ, cho nên hai chung nước. Cúng Phật á, một là ba chung để ngay giữa, còn không thì hai chung để hai bên. Mà cúng Phật là chỉ nước lọc chứ không có trà hay cà phê, cũng không có Coca Cola, không có Seven Up, Pepsi gì hết. Nước lọc, nước lọc là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Cho quý vị thấy không? Mỗi lần quý thầy làm cái lễ gì mà tượng trưng cho sự sái tịnh, tẩy uế thì cần một ly nước lọc. Để trên bàn tay bắt ấn chú nguyện xong đem cái nước đó rải xung quanh, tượng trưng cho tẩy uế, tẩy cái dơ kia, đang cái sạch. Cho nên bây giờ nếu mà người nào mà sống có nhân, có quả, có từ bi, có trí tuệ, có giới, tự động cái nó an, cho nên gọi là an vị Phật. Ngay cái giây phút mình để tượng Phật trên bàn thờ, mình an vị thì mình an ông Phật ngay trong tâm của mình. Cho nên lập bàn thờ là đã có cái phát nguyện. Ăn chay là phát nguyện, niệm Phật là phát nguyện. Như vậy thì mình không thể nói rằng tôi không cần nguyện, hay là tôi chưa từng nguyện. Tôi đã nguyện rồi, nhưng mà tôi không biết đó thôi. Từ muôn kiếp xa xưa mình đã nguyện, không nguyện đâu gặp nhau. Mình không nguyện mình đâu gặp nhau ngày hôm nay. Có nguyện đó. Vừa rồi Pháp Hòa gặp một bác trai, bác ngồi uống nước Pháp Hòa mà bác cứ chắc lưỡi hoài. Trời ơi, tôi không ngờ giờ nó thiệt. Tức là bác rất là muốn gặp Pháp Hòa mà có không ngờ là hôm nay là bác được gặp Pháp Hòa mà ngồi uống nước với bác vậy. Cái Pháp Hòa chọc bác hồi nãy đâu, bác nhéo bác thử một cái cho nó tỉnh. Phát cái nguyện. Quý thầy tu cũng phải nguyện. Chứ quý thầy đâu có vô chùa nó hỏi thầy tu làm sao. Nó tu không có tu gì hết đó. Thích là cạo đầu, không thích để lọc chọc chơi vậy. Đâu có được. Tu phải nguyện. Nguyện là nó làm cho mình cái thèm thang. Quý vị thấy Phật Bồ Tát không? Có vị nào mà thành tựu mà ngoài cái nguyện không? Quan Âm phát 12 nguyện, Dược Sư phát 12 nguyện, Thích Ca Mâu Ni phát 4 nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là 4 lời nguyện của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Địa Tạng phát nguyện, địa ngục không hết tôi không làm Phật, khi nào độ hết chúng sanh tôi mới chứng quả Bồ Đề. Rồi mỗi ngày, mỗi tháng 2 lần tụng hồng danh bảo sám. Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi trời, cõi người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay quyền thừa, con chỉ y theo tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh trong một lúc mà chứng thành quả Phật. Tháng tụng 2 lần mà kêu không nguyện. Tụng Hà Rầm mà không nguyện sao được. Rồi tụng kinh xong tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. Đó là nguyện rồi. Mỗi bữa vô tụng kinh cầm cái hương lên, nguyện đem lòng thành kính.
gửi theo đám mây hương, chí tu học vững bền cùng pháp giới chúng sanh. Đó là nguyện rồi, gì nữa? Như vậy thì làm sao mình nó không có nguyện? Nhưng mà nguyện mình chưa sâu và chưa thâm, cho nên chúng ta hôm nay hiểu được thì chúng ta biết rằng chúng ta đã từng phát nguyện. Nhưng mà có thể ngày trước chúng ta cũng nguyện, nhưng mà nguyện cái khác. Nguyện cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt vậy đó. Tháng này xích 49 lô tô mấy trăm triệu vậy đó. Con nguyện con trúng số cái con cúng chùa. Còn bình thường con có tiền con cúng, cúng casino. Chờ nguyện cúng cúng. Cho nên như chư Phật đã phát thệ nguyện, bây giờ nói đã tu phước tri. Thế nào gọi là phước tri? Quý vị ở đây có ai tụng cái câu này không? Quy Phật lưỡng túc tôn. Có nghe câu đó không? Quy Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc là gì? Lưỡng là hai, túc là đầy đủ. Đức Phật là người có đầy đủ cả hai thứ, phước và trí. Cho nên con bây giờ con quy y đấng đầy đủ cả phước và trí, cho nên là lưỡng túc tôn. Phước là sao? Phước là cái gì mà chúng ta làm mà trong khả năng của mình cứ làm. Ngày 8 tháng 12 vừa rồi, có một cái ông đó người Mỹ, ông muốn đi mua sắm cho vợ ông mà ông không biết mua cái gì, thì ông mới nhờ cô thư ký của ông đi chung với ông để ông mua. Thì trên đường đi thì thấy hai người đàn ông, một người hơi đứng tuổi khoảng 40 mấy 50 và một người thanh niên khoảng 13-14 tuổi, ăn mặc rách rưới đứng ở trước một cửa hàng. Thì ông này ông trong bụng ông nghĩ hai cái người này là hai người ăn xin, tôi không có muốn gặp mấy người này, cho ông kiếm cách ông lắm. Bởi vì ông nghĩ rằng những người này có tay chân mà không chịu đi làm. Thế thì nhưng mà ông muốn lách chỗ khác, nhưng mà rất tiếc là không có chỗ khác để ông đi, cho nên rồi cuối cùng phải đối mặt. Thì cái cô thư ký của mới nói thôi ông đừng có nói để tôi, bởi vì hai người đã đứng lạnh run cầm cầm. Thì cô thư ký bước tới, thấy mấy người này đang có vẻ lạnh quá, cô hỏi hai vị có cần tôi giúp gì không? Thì cái ông kia mới trả lời rằng dạ thưa không, nếu được xin cô chỉ giúp cho tôi một việc là cho tôi biết mấy giờ. Thì cô nay nói 12 giờ mấy trưa. Nói xong rồi thì ông chủ và cô thư ký tiếp tục đi mua sắm. Đến cửa hàng thì cô thư ký đó đã giúp cho ông chủ lựa xong món hàng. Thì đến phần của cô á, thì cô lại mua một cái đồng hồ không có quá mắc tiền. Thì người chủ mới nghĩ là ông này mua cái đồng hồ để cho chồng. Nhưng mà không ngờ khi mà quầy ra cái cửa hàng đó rồi, thì cô đi thẳng đến cái người đàn ông hồi nãy hỏi giờ đó, tặng cái đồng hồ. Thì tặng cái đồng hồ thì cái ông này mới nói, cô tặng như vậy đó, ông đó sẽ bán cái đồng hồ của cô và đi uống rượu hoặc đi đánh bài hết. Cô mới nói cái chuyện đó là chuyện cái sự thử thách của ông đó, của ông xử lý cái đồng hồ của ông như thế nào. Còn riêng tôi, cái gì tôi thấy tôi trong khả năng làm được cho ai cái gì thì tôi làm vậy thôi, tôi không nghĩ. Vì tôi thấy cái gì trong khả năng tôi giúp được cho người thì tôi giúp. Ông này trở về văn phòng ngày hôm sau đi ăn trưa một mình. Trở ra chỗ đó thì cũng thấy cái ông đó. Thì ông kia cũng mừng quá, nói chào ông, tôi hôm qua tôi gặp ông rồi. Thì cái ông này ông tiếp tục ông hỏi bây giờ mấy giờ rồi ông. Thì cái ông kia ông mới mừng quá, ông nghĩ cái điều ông nghĩ là đúng. Ông nói trong bụng tôi biết ngay mà, ông này bây giờ bán cái đồng hồ đi rồi, đánh bài thua rồi, cho nên giờ đến đây xin tiếp. Thì ông mới nói cái đồng hồ bạn của tôi tặng ông ngày hôm qua đâu.
Thì ông này mới nói: tôi xin lỗi ông, tôi đã bán cái đồng hồ trong một cái trường hợp phải bất đắc dĩ. Thì khi ngó qua đứa con trai đứng kế bên thì ông này đã bán cái đồng hồ để mua cái áo lạnh cho đứa con mình mặc. Thì cái ông này ổng hối hận. Ông hối hận thì ổng đi vô cái tiệm bán thức ăn hamburger đó, ổng định mua ổng ăn. Thì lúc đó, cái giây phút đó ổng chùng lại, ổng nói ổng muốn ăn nữa. Ổng quay trở lại cái con đường đó, ổng gặp cái người đàn ông đang đứng run rẩy kia. Ổng cởi cái áo khoác của ổng ra, ổng choàng lên cho cái ông đó, rồi ổng nhẹ nhàng ổng đi, không nói một lời nào hết. Thì trong khi mà đi như vậy, mặc dù ông đang run rẩy, nhưng mà ông đã chia sẻ với chúng ta một câu như thế này: trời đang rất lạnh, tôi đi trong cái run rẩy mà sao tôi nghe lòng mình ấm áp vô cùng, vì tôi đã làm được một việc mà bây giờ tôi biết thế nào là mình giúp cho người mà người vui, mình chịu thòi chút mà mình hạnh phúc. Đó là người có biết tu phước và tu trí. Câu chuyện được viết vào ngày 8 tháng 12 năm 2013. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta không dễ gì chúng ta đủ phước mà để làm phước. Bởi vì chúng ta nhiều khi muốn làm phước mà không có cơ hội. Rồi khi mà chúng ta muốn quay trở lại thì không có. Hồi sáng này Pháp Hòa nhận được một cái email của một Phật tử ở bên vùng Washington DC. Thì đạo hữu này mới cho Pháp Hòa hay là ở bên đó có một gia đình người Việt mới vừa định cư ở Mỹ được 2 năm. Ông đang đi làm trong một cái nhà in, chỗ một cái chỗ design bản hiệu. Đùng một cái ông bị stroke, ông chết ở cái tuổi 57 tuổi. Để là 2 đứa con, một đứa trung học, một đứa đại học. Mà gia đình vì mới qua cho nên không có tiền mua bảo hiểm nhân mạng, nhân thọ gì đó. Thì mới kêu gọi mọi người chúc. Thì khi đọc được cái tin đó rồi thì Pháp Hòa email liền cho anh Phật tử. Pháp Hòa nói tối nay Pháp Hòa bận, có một buổi sinh hoạt ở tại Arlington. Sáng ngày mai Pháp Hòa sẽ nhờ người gửi một ít quà để giúp cho gia đình. Và Pháp Hòa còn sợ là bên đó người ta cần liền, cho nên Pháp Hòa nói nếu lỡ bên đó cần liền thì anh ứng ra dùng trước. Là vì mình sợ là mình cù cưa cù nhằn thì mình không có cơ hội nữa. Thì trong cuộc đời này nó rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Cho nên đó, cái duyên nó đến thì chúng ta phải làm liền chứ không có chờ. Làm phước cũng thế mà tu hành cũng thế. Không có đợi là khi nào tôi tịnh tâm tôi mới tu. Không tu thì không bao giờ tâm mình tịnh. Có nhiều người nói tôi còn sân si lắm, tôi chưa quy y được. Nhưng mà mình quên một điều là chính mình còn sân si mà mình tu sân si nó mới giảm. Còn không tu thì lấy gì sân si nó giảm. Cho nên đừng chờ hết sân si mà hỏng chừng sân si nó tăng. Nó tăng theo ngày tháng. Có nhiều khi tuổi đời chồng chất thì mình đổi tánh càng lớn. Mình bực bội, mình sân si, mình phiền não càng nhiều. Mà nhờ mình có tu cho nên nó giảm liền cái đó. Chứ không có chờ. Nó để khi nào mà tâm tôi tịnh, tôi hết sân si tôi mới ăn chay. Tại vì ăn chay mà sân si tôi không ăn. Cho nên rốt cuộc cứ ăn cái kia. Ăn mặn. Ăn mặn kêu ngon dữ dội. Tại ăn cái đó nó dữ lắm. Còn ăn chay kêu ngon lành. Chay thì phải lành cho nó ăn chay rồi ăn ngon lành. Ăn mặn chú ăn dữ. Ngon dữ. Nó kêu ngon lành. Cho nên mình tu á,
Mình tu là mình có cái trí để mình biết rằng cái phước nó đang đến với mình mà mình phải dụng nó, hay là mình tạo phước, hay mình dụng phước, hay là mình tích phước, hay là mình chứa phước, còn không thì mình tổn phước. Cho nên phước trí phải đi đôi, bởi vì có trí thì mới dụng phước được. Người có phước mà không có trí để biết lúc nào cần tích phước, hưởng phước, còn không thì tổn phước. Mà cái điều đó Pháp Hòa thường nói với các em nhỏ, bởi vì đôi khi các em nó sống ở đây, nó ở trong một cái hoàn cảnh quá tốt, đầy đủ ăn mặc và nó không thiếu thốn, cho nên nó không hiểu được sự thiếu thốn. Một cái mùa lễ Noel này dài cho đến Tết, nó biết bao nhiêu quà. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, một bộ đồ mới mà mặc ba cái Tết liền, mặc chỉ được có ngày mùng 1 thôi, rồi lại tháo ra giặt sạch cất tủ, đợi Tết năm sau mặc tiếp. Mà nó không có bao giờ mà nó chật, là tại vì có ăn gì đâu chật. Pháp Hòa qua đây 12 tuổi rồi. Lúc Pháp Hòa qua Canada định cư là 12 tuổi. Mà quý vị biết Pháp Hòa nhiêu phao không? 48 phao. 12 tuổi 48 phao. Cân nặng 21 kg. Suy dinh dưỡng. Mà nhờ tàu hũ nuôi không mà được vậy. Cho nên là ăn chay như Pháp Hòa quảng cáo đồ chay đấy. Mấy chú ở chùa Pháp Hòa hay chọc, ốm nhôm ốm nhách, bởi không có đi đâu quảng cáo thức ăn chay được hết. Như chư Phật đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, cho nên cái phước và cái trí là cái mà chúng ta có. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có nguyện, cho nên chúng ta không có hành phước, tạo phước, tích phước và tăng trí. Cho nên cái đầu tiên này phải nguyện. Nguyện thì phước trí nó mới tăng. Quý vị nói tụng kinh không hiểu không tụng. Thưa nó hai phần. Ở cái mặt hành trì thì cứ tụng, còn khi nào mình cần nghiêng tầm nghĩa lý thì mình phải nghiêng tầm nghĩa lý. Nhưng mà khi vi vào về mặt hành trì thì cứ hành trì. Cũng giống như một đứa nhỏ, mình dạy cháu của mình đó, học một cái bài ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dạy nó từ nhỏ nó đọc ào ào mà nó có hiểu là gì đâu. Nhưng lớn lên rồi thì nó sẽ hiểu là thế nào là công cha như núi Thái Sơn. Chừng đó nó vận cái trí để nó hiểu. Còn bây giờ mình phải bồi cái phước cho nó, là làm sao cho nó thuộc được câu ca dao đó. Có nhiều khi hồi nhỏ mình đọc cái bài mà trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, thí dụ vậy. Hay là mình đọc cái bài là hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng non nước một bình thơ. Chưa hiểu gì hết nhưng mà cứ đọc. Nhưng mà càng lớn càng sống ở đời rồi thì cái câu đó nó thấm, cho nên từ từ nó đi ra bằng cái trí của mình mà mình hiểu sâu câu đó nữa. Bây giờ tụng kinh cũng vậy, nó tụng kinh không hiểu tôi không tụng, không tụng kinh thì tụng cái khác, mà tụng cái khác thì nó nhập cái khác, nó huân cái khác. Cho nên mình tụng kinh, đúng ra cái nghĩa tụng là thuộc lòng. Bây giờ thì du di mở kinh mở sách ra tụng. Cho nên mình phước trí đầy đủ, có trí, nhờ có trí cho nên biết, và cái phước nó tăng trưởng. Hôm nay là ngày thứ tư nè, những Phật tử bỏ một ngày làm, có một số cái Phật tử bỏ một ngày làm. Mà đại chúng thấy không, ở đây mà bỏ ngày làm là mất lương, không có lương. Mà khi bỏ một ngày làm, người ta nghĩ rằng thôi không sao, người ta mất cái phần lợi lộc thế gian, nhưng mà ta tăng cái gì? Tăng cái phước. Vì sao? Người ta biết cái việc đó người ta làm vì ta có cái trí.
Mặc dù là ngày thứ tư, ngày thường mình nghỉ làm, nhưng mỗi người một tay tạo thành một cái buổi như thế này để mọi người cùng ngồi lại chia sẻ Phật Pháp với nhau. Ai người ta thấm được bao nhiêu mình cũng đều lợi lạc hết. Tại vì một trận mưa mà rơi xuống thì tùy theo loại cây mà thấm. Cây lớn thì thấm nhiều, cây nhỏ thấm ít, mà cây trung bình thì thấm vừa vừa. Không ai mà không thấm. Cho nên mình nghe giảng, học Pháp, cứ nghe. Nếu tôi nghe tôi không hiểu, không sao đâu. Nghe lần chưa hiểu, nghe trở lại. Nghe riết cũng hiểu. Tôi không biết làm thơ, không sao hết, cứ tụng kinh riết thành thi sĩ hết. Tại vì kinh của Phật á, chữ nghĩa hay lắm. Tụng thời gian là bắt đầu mình biết làm thơ, chữ nghĩa mình bắt đầu nó giỏi ra. Pháp Hòa qua đây hồi 12 tuổi. Cái trình độ hội Việt Nam có lớp 2. Ở Việt Nam học tiếng Việt tới lớp 2 thôi. Rồi qua đây là nhờ mình làm gì, đâu có đi học, chỉ lo đi học ở ngoài. 15 tuổi vô chùa tu. Rồi ở nhà mỗi chiều là tự mình phải lập cái nguyện cho mình là làm sao mỗi ngày phải đọc một trang kinh. Không ai biểu à, tự mình phát nguyện. Đi học về rồi cái việc đầu tiên là lên tụng một thời kinh. Chữ nào không biết thì chịu khó tra từ điển. Mà như vậy thì tự mình phải bồi dưỡng cho cái phước trí của mình. Hồi Pháp Hòa vô chùa tu ở bên Canada, mặc dù xứ Canada đâu có thiếu thốn, nhưng mà tự mình ý thức cái hoàn cảnh của chùa đang thiếu thốn, cho nên tự thúc liễm mình. Mỗi buổi sáng mà rửa mặt á, là đủ 2 ly nước, có cái ly bằng nhựa nhỏ nhỏ nha. Súc miệng rửa mặt làm sao đó làm trong vòng 2 ly nước đó thôi. Có một cái xô đựng nước đi tắm. Một ngày chỉ một xô nước đó thôi chứ không dám hơn. Thật sự mình có xài hơn không ai nói gì mà cũng chẳng ai biết. Nhưng tự mình nghĩ mình mới tu, mình cần phải tiết phước. Cho nên dụng cái gì ở trong chùa đều giảm hết, không dám. Vì sợ hao tổn của tam bảo, của tính thí đàn na mình mất phước. Pháp Hòa nhớ là khi mà đi học, chính phủ cho tiền học sinh đi học, cái check đầu tiên gửi về, Pháp Hòa dụng nguyên cái check đó đi mua liền một cái máy thâu băng để về thâu băng giảng của quý hòa thượng cho quý Phật tử. Hồi thời đó là còn băng cassette đó. Cái check đầu tiên đem về là đi mua cái máy đó để làm băng giảng cho Phật tử. Cho nên bây giờ mình dạy con mình, mình dạy con mình làm sao kiểm phước, lụm 1 sen, 5 sen bỏ vô trong hộp, trong thùng. Rồi mai mốt con đầy cái đó con đổi ra con cho người nghèo. Rồi thí dụ như nó giặt quần, giặt áo mà nó không có biết, kéo vớ ra cho nó sạch. Nó đi học về nó lột cái chiếc vớ, cái nó lộn cái bề trái ra, cái bề dơ nằm trong đó. Mà nó đóng cả cục gì nè, cũng dục vô cái máy giặt, nó giặt. Đem ra máy đâu có sạch gì đâu, vớ đâu có sạch. Mà những trường hợp như vậy là Pháp Hòa kêu lại, Pháp Hòa ngồi xuống và phân tích cho hiểu. Tại sao con phải kéo chiếc vớ ra? Cuộc đời của con cũng vậy. Cũng giống như một hôm mà giặt quần áo ra rồi không chịu xa, không chịu xếp, để trong cái túi cái nó nhăn. Nó nhăn thì tới hồi mặt thì nó nhăn coi kỳ quá. Thì Pháp Hòa mới nói nè, khi con giặt quần áo xong con sấy, lúc con sấy con phải vũ từng cái con bỏ vào máy sấy. Sấy xong rồi vừa xong con mang con xếp liền là không bao giờ nhăn. Mà đỡ tốn cái công mình phải ủi nữa. Cuộc đời cũng vậy. Hễ con làm cái gì sai mà con biết con sửa liền thì con không mắc công về sau. Cái đó là mình lấy cái hiện thực để mình dạy cho con cháu mình, nó dụng cái trí trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao mà chư Phật tăng trưởng cái trí tuệ thành tựu được? Bởi vì chư Phật đã sống như vậy, đã tu như vậy. Thấy cái cảnh khổ chúng sanh không chê cười.
mà lấy cái cảnh khổ của chúng sanh làm đối tượng để cho mình tu. Thấy một cái hoa héo, không khinh rẻ, không hốt dục, mà nhìn cái hoa héo để tự mình quán chiếu. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Cho nên thấy một cái đối tượng nào trong cuộc sống, vận cái trí để mà nhận nhìn lại cái phước của mình. Chư Phật đã phát nguyện như vậy, đã tu phước trí như vậy, bây giờ đã làm hồi hướng. Thế nào gọi là hồi mà thế nào gọi là hướng? Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình hướng tâm về người. Bây giờ mình muốn làm cái gì mình hướng về người thì trước hết mình phải hồi lại cho mình. Cho cái ông đó, khi mình thấy một cái người khổ, mình quay trở lại, mình nhìn mình còn hạnh phúc hơn nhiều. Mình nhìn cái người kia khổ, mà người kia ngày trước đã từng là người giàu, bây giờ người nghèo. Đó, cái cơ hội cho mình hồi hướng, hồi lại những gì mà người đó đã sống, và hướng tâm về người đó, và đã nhìn lại mình có mình sống như thế nào, và đã hướng như thế nào. Cho nên hồi lại để thấy mình, và hướng về để thấy người, cho kêu hồi hướng. Phật đã sống như vậy, chư Phật đã tu, đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, đã làm hồi hướng. Còn nay cũng giống như chư Phật, phát thệ nguyện, tu phước trí, làm hồi hướng. Phong hòa ví dụ như mình muốn đãi khách ăn cơm, thì trước hết mình phải coi lại coi ngày hôm nay nhà mình còn món gì, rau gì, đậu như thế nào, trước khi mình hướng người ta, tức là mình mời. Mình không biết gì hết trơn, mời người ta ở lại ăn cơm cả chục người, tới hồi mở tủ ra rau cỏ cũng hết, cơm cũng hết, đó là chưa hồi hướng. Trước khi mình hướng thì mình phải hồi. Cho mình phải tụng kinh cũng vậy. Tại sao tụng kinh xong mình phải hồi hướng? Con xin quay trở lại, con nhìn lại những gì con đã tu trong một thời gian qua, một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Ngày nay con xin hồi hướng cho tất cả mọi người mà trong đó có con. Cho nên mình phục nguyện á, nguyện cho mình, xong rồi cuối cùng là nguyện cho người. Mà đại chúng để ý, tụng một thời kinh cũng vậy, từ cái căn bản đi vô cho tới kết thúc, lúc nào cũng phát nguyện phước trí và hồi hướng, không bao giờ thời kinh nó thiếu cái đó. Nội một cái bài sám ngắn gọn thôi: đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó là mình bắt đầu mình nói ha. Bây giờ mình Phật nguyện nè: thề tránh điều dữ, thấy chưa, nguyện làm việc lành, ngưỡng trong ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh. Đó là tu rồi gì nữa, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại. Rồi bây giờ bắt đầu hồi hướng nè: đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cái bài sám ngắn vậy thôi mà phát nguyện phước trí hồi hướng đầy đủ. Rồi cái bài sám quý vị thường tụng đó: đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Bài đó ai cũng biết phải không? Đó, mình cũng nói với Phật: hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quán, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đạt. Tại sao biết mấy việc đó? Không có phước có trí là gì? Cho nên tất cả mình sống tu trong đời sống hàng ngày đều là làm việc phước trí. Nấu ra một nồi cơm chay đãi người ta,
phương, biết rằng ta ăn bữa cơm chay, ta giảm bữa cơm mặn, biết cái đó cho nên làm mà không khổ. Cần thì có mà không khổ. Trên cuộc đời này có cần mà không có khổ, tại vì chúng ta vận dụng được phương trí. Và hồi tất cả mọi người thấy mọi người cần cái đó, cho nên mình hướng tất cả mọi người. Cho nên hôm nay về thăm đại chúng thì Pháp Hòa nhớ lại trong văn Thủy Sám có một câu đó ở trong cái bản, cái đoạn cuối cùng của cái quyển thứ 3, khi kết thúc cái quyển Sám Văn Thủy Sám đó thì có câu đó: như chư Phật đã phát thệ nguyện, đã tu phước trí, đã làm hồi hướng. Và đại chúng sẽ thấy rằng thí dụ như mình tụng kinh, tụng kinh là phước, hiểu ý kinh là trí. Rồi khi mình ngồi mình tụng như vậy, mặc dù mình không hiểu gì hết, chưa hiểu, nhưng mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, mặc dù chưa hiểu hết ý kinh, nhưng mình đã đem tâm thành mình ngồi tụng bằng ba nghiệp thân khẩu ý. Mà được như vậy tức là mình đã thành tựu được cái phước trí của mình. Mà người tu của chúng ta đó, hàng ngày chúng ta đều tạo nghiệp từng giây từng phút. Hễ tỉnh giác thì tạo nghiệp lành, mà mê mang là tạo nghiệp dữ. Mà trong cái tích tắc, chẳng hạn như mình phone cho một cái người bạn, mình định nói cho người bạn mình biết là hôm nay ở chùa đó có pháp hội tụng kinh niệm Phật gì đó, là cái phước rồi, báo cho người ta hay là phước rồi. Nói vừa xong cái móc qua chuyện khác: bà hay gì chưa? Nói một hồi cái người kia nổi đùng đùng đó, thôi tôi không thèm đi nữa. Đó là mình rật rồi. Cho nên trong cái hành nghiệp của mình hàng ngày là mình đầy đủ, nếu mình khéo vận dụng thì tạo nghiệp lành trong từng giây phút, mà không khéo thì nó lệch qua cái chỗ khác. Cho nên trong cái bài Sám Di Đà đó, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cứ một lòng mà chúng ta giữ cái tâm niệm. Ở bây giờ mình phát nguyện mình tu, như Pháp Hòa thưa hồi lúc đầu, tất cả chúng ta cần phát cái nguyện. Nếu không phát nguyện thì mình tu không có tiếng. Tu không có tiếng. Hồi nãy Pháp Hòa gặp một anh Phật tử, anh nói trời ơi muốn gặp thầy lâu lắm rồi mà hôm nay mới được gặp. Muốn gặp tức là phát nguyện, hôm nay được gặp là thành tựu cái nguyện của mình. Cho nên xin thưa như vậy, để rồi tất cả chúng ta cùng với nhau phát thệ nguyện, tu phước trí, làm hồi hướng. Khi mình làm một cái việc gì xong mình hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là con xin hồi trở lại những việc gì con đã làm, và xin hướng về, tức là ban rải cho tất cả mọi người. Hồi hướng có bốn cách: hồi sự hướng lý, hồi đại hướng, hồi thừa, hồi tiểu hướng đại. Hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, bốn cách. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ hồi nhân hướng quả. Cái nhân của con là niệm Phật, cái quả của con là thanh tịnh, cho nên con đầy đủ việc làm để con hồi hướng. Cái nhân của con là chịu cực một chút, cái quả của con là thành tựu như ngày nay. Đó là hồi nhân hướng quả. Bây giờ hồi tiểu hướng đại nè. Con bố thí cũng một đồng, nhưng con không cầu phước báo nhỏ nhen, con xin cầu quả vị Phật. Hồi tiểu hướng đại. Con tụng có một thời kinh ngắn, có 5-10 phút à, tiểu quá. Nhưng mà con nguyện là 15 phút mỗi ngày, cho nên hồi tiểu hướng đại. Ăn ít no dai, tu 15 phút mỗi ngày mà đều sẽ thành tựu cái lớn. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Tụng có 15 phút à, sao mà mình thấy người ta tu tới mấy tiếng đồng hồ? Không sao, mình nhỏ nhỏ mà có võ. Cứ 15 phút là hồi tiểu gì, ngày nào cũng cứ như vậy, mà lâu ngày nó thành cái lớn là hồi tiểu hướng đại. Bây giờ hồi sự hướng lý nè. Tụng kinh có cái chuông, cái mỏ e a rồi vậy đó, ta nói mình cải lương màu mè, không sao.
Tại vì bình thường tôi thích nghe nhạc lắm, bây giờ tôi không còn nghe những tiếng nhạc kia, bây giờ tôi nghe hai thứ tiếng cốc cốc bon. Cái tiếng đó, đó nó làm cho tâm tôi tịnh, và cũng cái lời đó đó nó làm cho tâm tôi tịnh. Cho nên cái đó là cái sự, sự là những cái việc làm mà mình thấy hình tướng bên ngoài, nhưng mà cái lý thì cao sâu vô cùng, là nhờ bao nhiêu thời kinh đó mà tôi tâm tôi nó tịnh. Hồi đó tôi thích nghe nhạc lắm, bây giờ tôi cũng nghe nhạc mà nghe nhạc đạo. Tôi nghe nhạc đạo. Hồi đó tôi thích nghe cái bài mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành. Tôi ngái nghe cái bài đó. Giờ tôi nghe đó cũng đúng cái điệu nhạc đó mà tôi nghe kiểu khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Quý vị thấy được hồi nhân hướng quả không? Hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Rồi mình cứ thí dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe những cái bài nhạc mà nó réo rắt, nó buồn khổ. Bây giờ cũng cái điệu nhạc đó mà nó không có còn réo rắt buồn khổ nữa. Nó không có còn réo rắt buồn khổ nữa. Cũng cái điệu đó, nhưng mà cái lời của nó trong sáng, nó đưa mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Trời, mình nghe nó mình khổ. Thì cũng cái câu đó. Bây giờ tôi vững niềm tin trong nhân gian có kẻ hết lòng. Nhiều người hết lòng với mình lắm mà tại mình không biết. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Cái nhân của mình đã có gieo thì cái quả mình nó có, chứ gọi hồi nhân hướng quả. Hồi tiểu hướng đại. Bây giờ tới cái cuối cùng là hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha là mình nói sao? Mình hướng về người ta, mình nói cái bà đó đi chùa mấy chục năm mà còn nguyên à. Mà mình quên hồi lên mình, mình còn nguyên chất luôn. Mình muốn hướng tha thì mình phải tự hồi. Hồi tự mà. Bây giờ mình muốn hướng về người mình đấy. Trời ơi, cái chị đó đó, chị nói chuyện nghe người ta buồn hoài. Thôi mình tự hồi cho mình nè. Thấy cái đó mà nguyện không làm y như vậy. Hồi tự hướng tha là nhìn thấy người rồi nhìn mình, rồi nhìn mình trước khi nói người. Có nhiều khi mình chỉ lỗi người ta, mình giơ tay mình chỉ ra mình tha nè, anh đó làm vậy, chị này làm vậy, mà mình quên tự hồi là ba ngón đang chỉa lên mình. Mình lấy một ngón mình chỉ người khác mà mình quên ba ngón kia nó đang chỉa mình. Vậy thì quý vị hiểu được ý nghĩa hồi hướng không? Cho nên trong đạo Phật nó làm gì cũng hồi hướng hết á. Ăn cơm xong cũng chắp tay hồi hướng, thậm chí họp gây quá trời cũng hồi hướng luôn. Trước khi mình muốn hồi hướng cho người, muốn hướng đến người trước hết phải hồi lại mình. Mình có cái gì mà hồi cho người, hướng cho người ta? Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa, trời ơi Pháp Hòa rầu lắm. Ngày nào mình nấu cơm mình cũng nghĩ trong chùa bao nhiêu người, mình nấu nhiêu nhiêu đó thôi. Khách tới cái thầy viện chủ mời ăn cơm mà không báo. Tới giờ cơm nó con dọn cơm cho khách. Pháp Hòa nó rồi, nhịn tiếp. Nhịn nhường cho khách. Cho nên một mà từ nhỏ mình gặp cái đó rồi là luôn luôn tự nhắc mình. Bây tới bây giờ cũng vậy, mỗi lần mà khách đến và muốn mời khách ăn cơm là chuyện đầu tiên, quý vị ngồi chơi chút nha, Pháp Hòa ra ngoài này chút là chạy xuống bếp.
coi coi trong bếp đủ cơm hay cái này, nếu mà thiếu thì báo liền trong bếp, trong vòng bao lâu nữa quý vị tăng cường thêm cơm để mình mời. Tức là trước khi mình hướng về người, mình phải hồi lại trong nhà mình coi cơm nước ra làm sao. Đi chùa cũng phải hồi hướng nha. Trước khi muốn hướng về chùa, nhớ hồi trong nhà coi ổng có cơm ăn chưa. Quên nấu cơm cho ổng mà cứ xách giỏ đi chùa. Về tới nhà ổng cũng hồi mà ổng nhiều hồi. Ở phòng khách ổng nhằn ở trong phòng khách, vô phòng ổng nhằn vô phòng, ba hồi bảy hiệp luôn. Đó, mình quên hướng cho nên bây giờ ổng hồi mình nha. Và trước khi đi chùa phải hồi trong nhà mình đã làm xong công việc mình chưa. Ngay cả cúng dường, có nhiều cúng nhiều, không có cần thấy chị kia cúng 10 đồng mà tôi năm kỳ quá, không cần. 5 đồng mà tôi làm bằng cả tâm thành phước bằng người cúng 100. Cho nên trước khi mình muốn hướng cho ai, mình phải hồi lại mình. Giống như mình đi chợ mà mình phải coi lại cái túi tiền vậy. Cho nên cái chữ hồi hướng trong đạo Phật nó sâu sắc lắm, mà nó thiết thực trong việc đời sống hàng ngày, mà tại chúng ta quên đó thôi. Chúng ta cứ hướng mà chúng ta quên hồi. Cho nên tu đạo Phật là để làm gì? Để quay trở lại mình, gọi là phản quan tự kỷ. Khi có phản quan tự kỷ, tức là phản chiếu cái ánh sáng lại tự mình rồi, thì tự nhiên mình phát quan. Muốn phát quan thì trước hết phải hồi quan. Phải hồi quan rồi mới phát quan được. Ngay cả Đức Phật, tại sao Ngài thành đạo? Ngài ngồi dưới gốc cây đó, nhưng mà cái trong khi Ngài ngồi đó, Ngài đã xoay lại con người của Ngài, để Ngài thấy ma vương như thế nào. Ma phiền não, ma ngủ ấm, ma chết, ma trời, tứ ma. Tứ ma là nói gọn đó, còn nhiều nữa. Ma thuận, ma nghịch, ma ẩn, ma hiện. Nhiều khi cuộc đời mình mà cái gì nó cũng thuận quá cũng không tốt. Bởi vì thuận quá thì bắt đầu mình sao? Mình sống mình bê tha, mình không có cơ hội mình dừng lại để mình thấy cái việc làm của mình. Cho nên trong 10 điều tâm niệm Phật nhắc mình, ở đời đừng cầu việc gì cũng dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu sa. Cho nên thỉnh thoảng phải có rắc rối chút để dừng lại mình đó. Giống như lâu lâu mình lái xe bên đường vậy đó, cảnh sát để city để limit 50, nãy giờ mình 70. Lâu lâu mình thấy cái bảng đó nhắc mình lái chánh niệm. Lâu lâu cảnh sát hú còi cho mình cái thực đơn cũng nhắc đó, đau lắm. Trời ơi, làm nguyên ngày giờ lái lố có 10 cây phạt 100 đó, nó nhắc mình đó, mai mốt đừng lố nha. Cho nên trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Đó là bài kệ đề máy xe. Rồi mình ý y dữ lắm, đây ra đó một chút mà cần gì cài giấy beo an toàn, có bài kệ xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ cài dây. Không muốn trả tiền tiết kịch thì nhớ hồi hướng. Đó, thầy Pháp Hòa xin thưa đại chúng, hồi hướng có 4 cách, đại chúng nhớ không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Thôi mình nghỉ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được duyên lành về đây thăm quý bác, quý cụ, quý chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng.
và cũng được quý vị cho phép Pháp Hòa được ngồi đây và chia sẻ với quý vị một ít điều trong Phật Pháp. Mong rằng có điều chia sơ sót rồi quý vị hoan hỷ bỏ qua cho A Di Đà Phật. Này là hồi nói hướng hát. Quý vị chịu nghe hát không? Thôi có bài hát cho quý vị nghe câu vọng cổ ha. Câu thôi. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không tuôn. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cư mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời, biển cả mênh mông một mình vượt sông, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà. Vui vì con mình nay đã sợn sợ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Dạ. Dạ. Dạ bài bài cô nhà xa lắm, cô nhờ thầy hết thêm một bài nữa. Nè ông hát thêm mà hát tiếp. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà, mẹ đã ru chân con trẻ trên dạng néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui man mác. Ôi mẹ già túi hạt nga mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm.
Mẹ đã thức chí con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Bây giờ đại chúng có giờ cho Hòa xin ít giờ nữa để trả lời mấy câu hỏi không? Dạ. Thưa Thầy, cha mẹ con đã mất cách đây 2 năm. Con không biết có nên để bàn thờ cha mẹ con tiếp tục hay không, hay chỉ trưng hình, hay là con nên làm như thế nào? Kính mong Thầy chỉ dẫn. Và kính thưa đại chúng, thờ ông bà đó là phong tục và truyền thống của văn hóa Việt Nam. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta hiếu thảo. Vì vậy khi đạo Phật du nhập vào nước Việt Nam đã kết liền hai cái văn hóa một cách rất nhẹ nhàng, êm đẹp. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người con hiếu là người Phật, con Phật. Và khi đó nước Việt Nam thì luôn luôn tôn kính ông bà cha mẹ, dù còn sanh tiền hay đã mất. Cho nên cái bàn thờ mà chúng ta lập ở trong nhà đó, nó không chỉ có nghĩa là ông bà mình còn lẩn quẩn đâu ở bàn thờ đó. Ông bà mình nhiều khi đã theo, tùy theo cái nghiệp phước đã tái sinh, nhưng cái bàn thờ đó nó nuôi dưỡng tất cả con cháu trong gia đình biết cội nguồn của mình. Vì vậy cho nên dù ông bà mất không phải chỉ 2 năm mà cho dù 20 năm thì chúng ta vẫn giữ bàn thờ để chúng ta thờ. Thờ không phải là ông bà ở đó, nhưng mà cái thờ này có nghĩa là chúng ta giữ lại cái cội nguồn không mất gốc. Mà đặc biệt Phật là đại người Việt Nam á, thì chúng ta thường thờ bằng cái hình. Tại sao để cái hình? Phật Hòa ví dụ, nếu như con cháu mình, thí dụ đứa cháu nội nó sinh ra khi ông nội đã mất, nó đâu biết mặt ông nội, nhưng lớn lên nó nhìn cái bàn có cái hình đó, nó hỏi ông đó là ai, thì mình nói ông đó là ông nội, thì nó liền thu cái hình ông nội trong cái tàng thức, cái bộ nhớ của nó. Khi mà chúng ta nhắc ông nội, dù nó chưa tiếp xúc, nhưng mà cái hình ảnh ông nội đó nó đi ra một cách nhẹ nhàng nó biết. Mà không phải đời nó, mà thí dụ mai mốt tới phiên con đó thì biết rằng đây là ông nội của cha, có nghĩa là ông cố của con, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta gọi là truyền thừa. Như vậy thì cái bàn thờ ông bà nó không có mang cái sự việc gọi là mê tín, mà đây là một cái văn hóa đẹp của người Việt. Chúng ta có quyền hoặc là có thể không lập bàn thờ Phật, nhưng chúng ta cần có bàn thờ ông bà. Bởi vì không có ông bà thì chúng ta có chúng ta và biết ông đó là ông Phật đâu thờ. Còn nếu mà muốn gọn thì chúng ta để 4 chữ cho đơn giản là cửu huyền thất tổ. Đó là nội ngoại đầy đủ, 9 đời 7 đời có đầy đủ trong đó. Cho nên thờ ông bà rất đẹp. Mà quý vị thấy không phải ở nhà mình thờ không, mà ngay cả trong một ngôi chùa Phật giáo cũng đều có cái khu vực để thờ ông bà. Bởi vì theo cái giáo lý của nhà Phật thì tất cả chúng ta đều có hai nguồn tổ tiên. Tổ tiên huyết thống, tức là những người sinh cha ta ra nuôi ta lớn. Còn tổ tiên tâm linh là những người dạy dỗ cho chúng ta chữ nghĩa và lễ giáo. Cho nên ở bà, ở cái trong ngôi chùa Việt Nam, ở giữa là bàn thờ tổ. Quý vị nhớ không?
bàn thờ tổ, thờ tổ Đạt Ma đó, hay là các hình của các vị hòa thượng tôn đức mà quá vãng rồi mình thờ đó, đó là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên thờ các vong nam vong nữ là tổ tiên huyết thống. Con người chúng ta ai không từng đi vô trường học để biết chữ, thì người nhờ hôm nay chúng ta biết chữ, biết làm toán, biết phân tích, biết khoa học, biết lịch sử, đó là nhờ những người thầy ở trường. Mà thầy ở trường thì chúng ta gọi là tổ tiên tâm linh. Hay là bây giờ mình đi vô chùa, mình hiểu đạo, mình học pháp, nhờ quý thầy, quý tôn đức hướng dẫn cho mình, đó là tổ tiên tâm linh. Và ông bà sinh mình ra, nuôi mình lớn, giúp đỡ cho mình trên cái phương diện sống, đó là tổ tiên huyết thống. Cho nên mình có hai đôi vai. Tại sao mà trong kinh nói câu này nè? Khi đó vị Bồ Tát nọ, thầy tỳ kheo kia muốn hỏi Phật thì trịch bài vai hữu. Quý vị nhớ câu đó không? Trịch bài vai hữu là thiên đảng hữu kim đó, tức là kéo cái áo trần cái cánh tay tay phải ra mới hỏi. Tại sao phải như vậy? Trịch cái áo này tượng trưng cho gánh vác. Mình là người con Phật, một khi thưa hỏi đạo lý xong rồi, hiểu được rồi là phải có bổn phận gánh vác và truyền thừa. Cho nên hình ảnh trịch cái bài vai hữu, trịch cái cánh tay phải ra. Rồi các vị Bồ Tát muốn thưa hỏi Đức Phật, đứng dậy. Đứng dậy rồi chắp tay thưa, khởi thân. Khởi thân là tượng trưng cho cái giáo pháp sắp sửa được khởi xướng thưa hỏi, và giáo pháp này sẽ được tuyên dương, sẽ được giảng dạy. Vậy cho nên mình cứ giữ cái bàn thờ, rồi nghe cái cúng dỗ. Ông bà đâu có còn đâu đó ăn nữa, nhưng mà chúng ta cúng để chúng ta nhớ. Người Tây Phương là trọng ngày sanh, Đông Phương trọng ngày mất. Vì vậy cái ngày mất là cái ngày chúng ta mất đi một người thân, cho nên ngày đó chúng ta nhớ tưởng như người đó còn sống bày ra ăn. Người Tây Phương tổ chức sinh nhật là nhận quà của bà, của ba mẹ, anh em, bè bạn. Người Đông Phương đến ngày sinh nhật của mình, mình có quyền nhận tất cả món quà của bạn bè, nhưng đừng quên chuẩn bị một món quà cho mẹ. Bởi vì cái ngày mẹ sanh mình ra còn được gọi là Mẫu Nan Nhật. Mẫu Nan Nhật có nghĩa là cái ngày mà mẹ mình phải chịu cực khổ đối với mình. Thế thì hôm nay mình 30 tuổi, mình nhận bao nhiêu quà của bạn bè, nhưng cũng sẽ chuẩn bị một món quà cho mẹ, vì ngày đó là ngày mẹ đau đớn để sinh mình ra. Cho nên sinh nhật của mình còn được gọi là Mẫu Nan Nhật, ngày mẹ mình đau đớn sinh mình. Vậy Pháp Hòa có chia sẻ được chút nào về câu này không? Bạch thầy, con ở apartment rất nhỏ hẹp, mỗi khi tụng kinh đốt nhang khói bay ngột quá. Con muốn không đốt mà đọc bài cúng hương, cúng Phật, sao lại thiếu nhang? Xin thầy cho con ý kiến. À, cái câu này là ở ấp bạc nhỏ quá, thắp nhang thì ngộp, mà không thắp mà tụng cái bài dân hương thì thấy nó thiếu. Không có sao, cầm nhang điện. Xin thưa đại chúng, hương á, cái chữ hương hay nhang á, nó tượng trưng cho giới hạnh. Cây hương mà chúng ta cầm, mà chúng ta thắp, nó có bốc khói lên là hương vật chất. Nó là một biểu tượng để chúng ta nói lên cái tâm hương. Cho nên nếu lỡ mình ở một hoàn cảnh không được thắp hương, không có sao hết, hãy thắp tâm hương. Bởi vì tâm hương nó quan trọng hơn cái hương vật chất. Cái hương mà chúng ta tu bằng giới, bằng định, bằng tuệ, hương này nó quý hơn tất cả các loại hương. Dù hương mình làm bằng cây trầm, cây gì không cần biết, nhưng mà hương đó không quý bằng cây hương tâm này, cây hương giới, hương định, hương tuệ. Vì sao Pháp Hòa nói câu này? Rõ ràng trong bài cúng hương nói như thế này:
thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới như khí tài, phân chi hậu chi diệp, chi hoa quang hàm sơn xuyên chi tú lệ, phi mộc phi hỏa phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu xa giới, diệp hướng lô trung phổ thân cung dường. Đó là nguyên văn. Bây giờ Pháp Hòa tạm nói cái ý. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, hương này không phải trời giáng xuống, không phải từ trời mà xuống, không phải từ đất mà lên. Bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, nó cũng phải từ đất mà mọc. Cho dù hương này á, nó làm bằng khói, không phải bằng khói, không phải bằng bột trầm, mà hương này được làm bằng giới định tuệ. Cho nên xin thưa, mình thắp bằng hương giới, hương định, hương tuệ tốt hơn là mình thắp cây hương vật chất. Nhưng mà nếu lỡ mà mình có thắp một cây hương ở trong nhà tụng kinh á, tụng thời kinh mà lỡ hết nhang, cứ tiếp tục tụng, không cần phải dừng lại thắp cây hương khác rồi ngồi xuống tụng tiếp, một cây là đã đủ rồi. Mình tới chùa cũng vậy, ai mà thắp hương sẵn rồi mình không cần thắp thêm, cứ việc lại Phật là được rồi, vì người khác đã thắp rồi, mình không cần phải thắp cho Phật thêm cây. Nói Buddha I am here, mình không cần báo cho Phật biết là Phật ơi con đang ở đây, Phật biết hết. Cho nên người Tàu, người Trung Quốc họ quan niệm là thắp hương phải thắp cho nhiều, thắp hàng bó vậy này, biết làm chi biết không? Để nó lên trời mới kịp, thắp cây chạy không kịp. Cho nên mình thắp hương một cây thôi nha. Tại sao phải một cây? Bởi vì hương á, thường là thắp ba cây là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong cái đạo lý á, chỉ cần một mà nó gồm cả hai, cả ba. Một người mà giữ giới là nhất định người đó có định, có tuệ. Người có tuệ là nhờ có giới, có định. Người có định là nhờ có giới, có tuệ. Cho nên một cây mà không cần tới ba cây. Quý vị hiểu ý không? Mà đi chùa mà lỡ ai thắp nhang rồi, cứ việc lại Phật mà không cần thắp thêm. Một cây mà tâm thành cũng đủ, nhiều cây khói ngợp ai ơi. Vậy quý vị nào ở bạn, có một cô Phật tử ta hỏi bạch thầy, thầy có bán nhang nào mà không khói không? Pháp Hòa nói nhang điện. Ở bạch thầy, nhang nào đốt không khói nó khỏi đốt. Có một vị Phật tử ở Houston nhờ con hỏi, nhờ thầy vui lòng giải đáp. Có phải người qua đời họ xuất thần thức, họ có thần thông để rõ ai xấu ai tốt không? Họ nhìn thấu vị thầy họ tôn kính khi còn sống, giờ họ rõ vị thầy này mượn đạo tạo đời phạm giới. Một người đã gì? Một của người tu sĩ như xảo dựa nói láo, vụ người tốt, con vụ người tốt. Vậy vị thầy này đến hộ niệm cho họ, họ có phải họ sẽ nổi sân không? Họ không vãng sanh được phải không? I don't know. Trời ơi, cái ông, cái người mất có sân không mà hỏi em sao em biết? À, người mất có sân không thì hỏi người mất chứ sao? Và trước khi trả lời câu hỏi này á, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có cái anh đó đó, ảnh bị người ta bắt và đem lên tới ông vua, và nói với ông vua là anh này phạm cái tội ăn cắp, cho nên rồi phải chặt tay của anh. Thì trước khi mà anh bị chặt tay á, thì anh có thưa với vua rằng á,
anh có một cái bảo vật mà người nào mà chưa từng ăn cắp thì đến chạm vào cái bảo vật này thì cái bảo vật này nó sẽ phát ánh sáng, và người đó mới gọi là không có tì vết. Thì trong khi đó nhà vua truyền ra thì không một người nào dám đến để mà đụng vào cái viên ngọc đó, bởi vì tự kiểm lại mình thì thấy ai cũng có cái phần lỗi lầm. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta còn sống trong đời, còn giao tiếp và còn sống thực tế trong ngũ dục, trong đó gồm có tài, tiền, tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Hay nói tóm lại là chúng ta còn có phạm những cái lỗi lầm, hoặc là thô hoặc là tế. Và chúng ta cũng không biết ai thô, ai tế, ai sạch, ai dơ. Mà chúng ta phải học cái hạnh của thường bất khinh, là tất cả phàm là con người, dù người đó có lỗi hay không lỗi thì người đó vẫn là một con người để chúng ta kính. Cho nên chúng ta chấp tay, chúng ta bắt chước thường bất khinh Bồ Tát là kính. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì dạy chúng ta là nhất giả lễ kính chư Phật. Người đó là một con người thì mình phải kính, đối với Phật mình phải trọng. Chữ Phật ở đây không nhất thiết chỉ cho con người, mà ngay cả bàn, ghế, bình bông, ly nước, tất cả những gì chúng ta xài, chúng ta phải trân trọng nó thì nó mới tồn tại. Cũng giống như mình xếp một cái áo, mình cũng phải giũ cái áo cho ngay, xếp bốn lai áo cho sạch, cho ngăn nắp, mình xếp cái áo lại. Đó là kính Phật. Chứ nghĩa chỉ kính Phật không ơ là chấp tay xá cái tượng Phật. Mà đối với con người thì chúng ta trọng kính, đối với vật chất xung quanh chúng ta phải trọng. Còn người đó không có việc làm gì, là không có làm điều lành, thì chúng ta không cần phải tán dương. Cho nên cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Mà ai có lành thì chúng ta xưng tán, còn ai không lành thì không xưng tán, nhưng không phỉ báng. Bởi vì cái nhân quả của mỗi người thì chúng người đó tự phải biết, mà chúng ta không có cần phải làm gì cả. Ở đây cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta tu cho mình, kiệm cái đức cho mình chứ không phải ai hết. Vì vậy cho nên mình đâu có biết ai mà trong sạch. Còn thí dụ như cái vị đó mà không thanh tịnh mà tới tụng kinh mình, chưa chắc trong đại chúng 50 người hộ niệm đó ai cũng hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà mọi người trong cái giây phút đó, ít ra thân tâm người ta không có nhiễm ô, người ta cũng dâng một chút thanh tịnh trong giây phút đó, kết nạp với nhiều người, đưa cái lực thanh tịnh tới cho mình. Phong vào ví dụ, cái bàn tay của mình có những lúc mình dơ chứ, nhưng mà ở một cái giây phút nào đó mình rửa sạch thì mình được chạm vô tượng Phật, mình được sắp trái cây cúng Phật. Chứ còn nếu mà nói tay anh dơ, anh không được sờ vào tượng Phật, nói tại sao dơ, tôi rửa sạch mà, anh đã từng làm việc dơ với bàn tay của anh, thì trên thế gian nào cũng có bàn tay nào sạch hết. Nhưng mà ít ra trong cái giây phút mình làm việc đó, tay mình không có dơ, mình đã rửa sạch. Cho nên mình hộ niệm, mình nhờ năng lực của mỗi người, và mỗi người một chút. Ít ra thí dụ cái vị đó có làm cái điều, nhưng mà trong giây phút đó thân thì cũng mặc cái áo tràng, cái pháp y, miệng bây giờ không có nói bậy mà tụng kinh, ý không nghĩ bậy mà tưởng Phật, niệm Phật. Cho nên ít nhất thì cũng giây phút đó thanh tịnh để trợ lực cho mình. Chứ còn nếu mà trên đời này mình nói là đi tìm một người sạch thì chắc có lẽ không có. Như Pháp Hòa ví dụ bàn tay. Cho nên đó, có một lần đó, cái cô đó cổ bị đưa ra giữa cái họ chợ và cho mọi người tới ném đá cho cổ chết. Thì Chúa Giê-xu đi ngang đó, bây giờ người nào trong cái đám đông này ai chưa từng làm lỗi thì người đó đủ tư cách ném đá. Thì cả hội chúng tan rã hết. Tại vì người ta nhìn lại người ta thì người ta thấy rằng họ đã từng có cái làm lỗi. Thì bây giờ trong tất cả chúng ta,
đi tìm cái tuyệt đối thì không có, nhưng mà tương đối thì được. Thôi bây giờ trong một cái đạo tràng hộ niệm cầu siêu, mỗi người trợ lực một chút để hộ niệm cho người. Mà nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta cho là chúng ta thanh tịnh, chúng ta có mặt trong buổi lễ đó, nhưng mà chúng ta nhìn cái người kia bất tịnh, tụng thời kinh mà nói cái ông đó mà tụng cái gì, cái ông đó mà tu cái gì, cái ông đó mà cầu cái gì, là tâm mình trong giây phút đó, cứ ông đó, chị đó, cô đó, mình lại là người bất tịnh trong khi hộ niệm đó. Cho nên cái đó gọi là phải hồi tự hướng tha. Trong khi mà người ta hiểu được chuyện ta là như giây phút này ta đang thanh tịnh, người ta cầu nguyện, thì thôi mình cũng thanh tịnh theo đi, đừng nó khởi niệm gì hết. Thí dụ bây giờ lỡ cái vị kia tụng sai, tụng trật gì đó, mình dưới này mình tụng đúng được rồi. Mình đừng nói, trời ơi tụng vậy, tụng trật hoài, thế này đi, cứ tụng cho đúng. Giống như đưa cái giấy cầu siêu lên, cầu an mà thầy tụng lộn cầu siêu. Mà mình ở dưới này mình cầu an mà thầy tụng mình nhầm cầu siêu, cũng không sao đâu. Đừng có bực bội, tại bực bội là bất an, mà bất an là trật ý nghĩa cầu an. Trong khi mà thầy tụng trật mà phiền não mình không sanh là mình siêu phiền não. Người siêu phiền não là người liền có an. Cho nên tụng lộn qua cầu siêu cũng không sao hết. Có cái ông đó, ổng tới bà đó, bà tới chùa bà nhờ thầy ghi cái sớ cầu siêu. Hỏi chồng bà tên chi? Nói dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy lấy cái bút lông có mực viết vô Trần Văn, vẽ cái vòng tròn. Tới giờ vô tụng, ổng nói nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ quỳ sao với nó, thầy ơi thầy tụng lộn rồi, chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy ổng nói đứa nào nó gắn cái cán gáo vô đây. Tại vì lúc mà Trần Văn Tròn là nó dư mực á, mực nó mới chảy dài xuống giữa cán gáo vậy nè. Ổng mới tụng nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ nó bạch thầy, chồng con tên Trần Văn Tròn, nó đứa nào gắn cán gáo vô đây. Ổng dẫn theo đứa đệ tử mà, dẫn theo đứa đệ tử đứng hầu quạt. Mà tới dẫn theo đệ tử mà hai thầy trò quên đem kinh, lấy nhầm cuốn lịch. Đi vô tụng dở ra chết mồ rồi, giờ cuốn lịch làm sao đây, thôi tụng luôn đi. Nam mô tháng giêng Phật, nam mô tháng hai Phật. Thằng đệ tử nó nghe ông tụng nó chán quá, nó bước ra cửa nó đi. Ông tụng xong say qua ông hỏi, ủa thằng đệ tử tôi đâu rồi? Bà thí chủ chắp tay nói dạ bạch thầy, nó đi hồi tháng 6. Tại vì tháng giêng Phật, tháng 2 Phật, tới tháng 6 nó đi rồi. Xây qua ông hỏi thằng đệ tử tôi đâu, bạch thầy nó đi hồi tháng 6 rồi. Cho nên xin thưa là mặc dù người chết họ có thần thông, họ có ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu mà túc mạng thông, họ chỉ thiếu có cái thông cuối cùng là lậu tận chưa có. Họ có thể họ biết ai tốt ai xấu hết, nhưng mà mình cũng đừng nói là vị thầy đó họ nổi sân với ông thầy không. Có nhiều khi trong cái nhóm người đó có đã từng làm cái gì nghịch ý họ, họ cũng giận vậy không. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói, khi chúng ta đến hộ niệm, đừng khởi tâm gì khác ngoài sự thanh tịnh hộ niệm cho người mất. Ai có làm gì làm, tâm mình cứ giữ tịnh, ít ra cũng mình tịnh. Chứ còn bây giờ mình nghĩ mình tịnh mà mình nghĩ người ta không tịnh, cái là lúc đó cái tịnh của mình nó bị lấn. Mình lấy cái không tịnh của người ta làm cái đề mục của mình, thành ra mình bất tịnh. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Vì cho nên cứ thành tâm mà tụng kinh. Còn cái vấn đề tụng kinh nó không phải tụng mà cho người chết siêu à. Người chết không phải tụng mà mình là họ, mình tới tụng người ta siêu đâu. Nhưng mà mình mượn cái lời kinh Phật, mình cộng thêm cái gia trì lực của mình để nâng đỡ, để nhắc nhở người mất đó thêm cái bổn nguyện mà phát tâm thôi, chứ còn không phải mình tụng là người ta siêu đâu. Nhưng mà mình tới đó mình khai thị cho người ta, mình nhắc nhở người ta để cho người ta thêm phát tâm
người ta thấy rõ cái đạo lý. Cái quan trọng là người mất phát tâm, chứ không phải mình tụng người ta sự. Nhưng mà ở đây là mình dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mình hộ niệm cho người ta. Chứ còn Pháp Hòa, bây giờ hỏi Pháp Hòa là người đó có nổi sân không thì thật sự Hòa không biết. Đó, mà ông thầy đó dù có gì mà tụng có siêu không biết. Nhưng mà theo cái nhìn bình thường thì ít nhất trong giây phút đó người đó có tịnh. Bây giờ đó mình nói trong cái bàn tay của mình, ai chưa từng làm việc nhiễm ô, nội khi xin lỗi mình đi vệ sinh thôi là tay mình cũng đã dơ rồi, chứ đừng nói chi chuyện khác nữa. Nhưng mà chúng ta cứ giữ cái mức theo cái bình thường là dơ thì rửa. Kính bạch thầy, con đi nghe giảng, quý thầy quý cô thường dạy rằng Phật nói muốn làm thân người rất khó, nhưng sao con thấy dân số thế giới càng ngày càng đông. Phật nói chỉ, Phật chỉ nói là thân người khó được, chứ Phật nói đâu có nói thân người không được. Phật nói rõ với mình là thân người khó được, chứ Phật đâu có xác định với mình là không được đâu mà hỏi làm chi. Khó được mà mình được là quý quá. Mà chính quý quá cho nên mình phải phát tâm mình tu. Còn cái chuyện mà trong cõi thế giới này không phải chỉ có con người mình không, mà có lục đạo chúng sanh. Có những cái cõi thấp kém, nhờ họ phát tâm, họ tu hành cho nên họ tiến hóa lên cõi lành. Và cũng có những người trong cõi lành mà họ đọa lạc cũng có. Bây giờ mình thấy trong cái đời sống xứ văn minh của mình, có những người từ bà hai bàn tay trắng mà làm ra được việc lớn. Và cũng có những người từ giàu có mà đâm ra nghèo khổ. Quý vị hiểu ý vậy không? Này sao rồi đó. Rồi ráng một câu nữa ha. Kính thưa thầy, một người đã chết sao biết họ đã siêu thoát hay không? Ông mà sao tối nay hỏi vụ này không vậy? Em sợ lắm, tối ngủ không được. Cái chuyện siêu hay không thì ông không biết nha, nhưng mà đây là theo kinh Phật, theo lời Phật dạy. Nếu một người mất mà chúng ta không có nằm chiêm bao thấy họ, chứng tỏ là họ đã đi. Còn nếu mà mình thấy quý vị trong thân nhân mình mất, mà mình để ý cái trạng thái họ vui buồn hay họ đói khổ. Nếu họ đói khổ nghĩa là họ còn quanh quẩn ở đây, họ cần mình giúp đỡ. Tại sao biết mình họ cần mình? Bởi vì trong 10 người trong gia đình, sao những người khác không thấy mình thấy? Mình thấy là mình có duyên để mình cầu nguyện cho họ. Mình với họ đủ cái duyên để trợ lực cho nhau, cho nên mình là đương sự phải cầu nguyện cho họ. Ta cầu nguyện đây có nghĩa là tụng kinh, lấy kinh Phật ra thuyết cho họ nghe. Giống như quý vị thấy không, trên đời quý thầy đi giảng như vậy, mỗi một Phật tử họp với một thầy. Quý thầy đi giảng cũng giống nhau, mà thầy này họp với Phật tử này, họp với thầy này, Phật tử này họp với thầy kia, bởi vì có duyên mới nghe với nhau được. Thở đây cũng vậy, họ tìm cái người đủ duyên với họ để họ cầu cứu. Cho bây giờ tạm, bây giờ dựa theo kinh Phật, Đức Phật nói người nào mà không có xuất hiện trong chiêm bao thì mình cũng mừng là người đó đã siêu thoát. Và chúng ta đừng có cầu má ơi cho con thấy má một lần, hay là ba ơi cho con thấy ba một lần, không cần. Nếu vị đó đã siêu thì cần không cần phải kêu réo. Không, mà đặc biệt là đừng có kêu phù hộ. Cha mẹ lo cho mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ cha mẹ người thân có đi thì chỉ cầu chúc cho họ đi trong nhẹ nhàng, mà đừng có kêu réo má nhớ phù hộ đứa này, ba nhớ phù hộ đứa kia. Mấy chục năm lo rồi mà giờ tới hồi quy tiên rồi mà cũng lo nữa thì tội lắm. Không có kêu réo lo lắng gì nữa hết. Có nhiều khi mua tờ vé số nhét ở dưới cái lư hương. Hôm nay đi làm như thông lệ hàng năm, con gửi ra một lời chúc Merry Christmas cho toàn bộ khách hàng theo order của boss. Nhưng con nhận được complaint của chị bạn là làm như vậy sẽ làm cho những người thuộc tôn giáo khác thấy mình bị kỳ thị.
vậy là thầy, vậy theo thầy người khác, vậy theo thầy thì người theo đạo Phật thì phải cư xử với những đạo khác như thế nào cho đúng. Sau này nếu trong gia đình con có người muốn kết hôn với người theo đạo khác thì mình phải tiếp nhận như thế nào? Làm sao hướng con cái giữ gìn đạo trong môi trường đa tôn giáo ở Mỹ hả thầy? Cái này là đủ đề tài đó. Thôi thì Pháp Hòa xin ngắn gọn. Thưa đại chúng, mình là người Việt Nam, mình tha phương mà người ta còn giang tay đón mình. Mình ở đất nước nào thì mình phải học văn hóa và ngôn ngữ đất nước đó. Như thế mới gọi là người mở mang học hỏi. Mình ở xứ người ta, mặc dù mình không hòa tan, nhưng ít ra mình phải hòa nhập. Mình vẫn biết ăn cơm, vẫn biết dùng nước mắm, nước tương, nhưng mình vẫn biết ăn spaghetti và pizza, không có sao hết. Và nếu nói rộng là mình rất may mắn là mình đã có một cái văn hóa của Việt Nam. Ngày nay mình được học thêm văn hóa của nước ngoài như là Mỹ, Âu Châu. Điều đó làm giàu cho chúng ta chứ có gì đâu mà ngại. Chúng ta sống ở xứ này, cái mùa lễ Noel, Christmas, lễ Giáng sinh đó, là một cái lễ rất phổ thông ở cái đất nước, nước ngoài này. Chúng ta có tặng quà cho bạn bè theo cái lễ này, hoặc là gặp bạn bè dù Phật giáo hay không Phật giáo, chúng ta nói chúc mừng Giáng sinh cũng không có lỗi gì hết, đâu có gì trở ngại đâu. Mà chúng ta lại phiền hà cho chuyện đó. Lẽ ra lời chúc mừng mà thành ra lời bực bội. Người ta chúc mừng mình chứ ta có nói gì sai đâu mà mình phiền. Cho nên không có gì trở ngại. Quý vị thấy nè, ví dụ hồi nãy, nếu Pháp Hòa không biết bập bẹ một vài tiếng Anh thì làm sao Pháp Hòa có thể chia sẻ được cho các em trẻ nó hiểu thế nào là tam quy và năm giới. Cho nên nó sống ở đây, nó nói tiếng Anh thì mình cũng phải cố gắng mình học một chút ít tiếng Anh để mình nói với nó, để cho nó hiểu. Cho nên bây giờ kinh Phật cũng phải chuyển tải ra tiếng Anh, mà không phải một thứ tiếng mà bằng nhiều ngôn ngữ. Ở bên Đức dịch tiếng Đức, bên Pháp dịch tiếng Pháp, bên Anh dịch tiếng Anh, bên nào dịch theo tiếng đó, để cho người ta nhận biết mình nói cái gì. Cho nên ở đây mình làm theo cái lễ hàng năm là gửi ra một lời chúc mừng Merry Christmas, không có sao hết, đừng phiền hà chứ chuyện đó. Mà chẳng những mình làm được như vậy, người ta cũng vui vẻ. Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này, đúng ra cái tuần lễ này Pháp Hòa không có mặt ở đây, bởi vì Pháp Hòa đã có chương trình là tổ chức lễ ăn mừng Giáng sinh cho nhóm Phật tử người Tây Phương ở tại Trúc Lâm, Canada mỗi năm một lần. Bởi vì Pháp Hòa có cái lớp thiền dạy cho người Mỹ mỗi thứ sáu. Mà những người tới học thiền với mình đó là 99% là đạo Chúa và đạo Tin Lành. Và đã có một số đã giữ giới quy y, nhưng họ vẫn đi nhà thờ, vì đó là điều Pháp Hòa muốn. Cái gốc của quý vị giữ. Còn ngày nay quý vị học Phật là quý vị học một cái sự giáo dục. Bởi vì Phật giáo nghĩa là giáo dục, hướng dẫn cho chúng ta có một đời sống tỉnh thức, làm đẹp cho đời sống mình. Có gì đâu. Cho họ vẫn đi nhà thờ, mà cuối thứ sáu là đi ngồi thiền. Thiền như vậy ở bên đó mỗi năm tổ chức ăn Noel một lần. Đúng ra là thứ sáu vừa rồi và thứ bảy vừa rồi là một khóa tu một ngày cho người Tây Phương trước khi họ nghỉ lễ Noel một tháng. Đùng một cái thì bên này cần quá, Pháp Hòa phải chạy qua. Thì Pháp Hòa phải dời cái lễ ăn Noel đó trước một tuần, cho là thứ sáu tuần trước. Rồi thứ bảy tuần này đó là khóa tu đó, là giao lại cho các thầy ở nhà làm. Vẫn trang trí đàng hoàng để cho các vị. Mà người ta rất vui vẻ, người ta hội nhập, người ta thấy mình hội nhập. Ngược lại, người Tây Phương hội nhập cái lễ Việt Nam của mình không khác. Tại sao mình muốn người ta mặc áo dài, khăn đóng đi Tết với mình, mà tới lễ Noel người ta, Tết Tây của người ta mình không hội nhập?
cái đó là mình không có công bằng rồi, mà không muốn nói mình kỳ thị nữa. Quý vị biết ở chùa Pháp Hòa suốt cả mười mấy năm nay, mỗi năm làm cây mai và cây đào rất đẹp là do Phật tử Tây Phương lo chứ không phải mình. Trước khi đi là họ gửi cho Hòa cái thư là: thầy, tôi sẽ chở hai cái cây tới cho chùa vào ngày thứ bảy này để chùa chuẩn bị Tết. Mà năm nào cũng vậy, họ lo trước như vậy. Rồi Tết là họ lên họ phụ chân quýt nè, họ vô bao lì xì, họ giúp mình lo clean up chùi lư Tết. Và họ coi cái Tết Việt Nam của mình như cái Tết của họ. Thế nên mình sống cái đó gọi là chúng ta sống mà hài hòa với nhau. Mà nếu mà được như vậy chúng ta mới gọi là tự quy y Tăng. Tự quy Tăng là con về nương tựa một đoàn thể sống hòa hợp. Mình phải thống lý được mình thì mình sẽ thống lý đại chúng. Cho nên cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, mình phải đến với đại chúng chứ không phải bắt đại chúng đến với mình. Một mình cá nhân mà tại sao mình không đến được với đại chúng? Làm sao mình mặc bởi vậy cho nên nó cứ ngại hoài là vậy đó. Mình muốn vô ngại thì mình phải hội nhập với người, thì người mới hội nhập với mình. Đó là cái lẽ sống. Mà người sống được như vậy là có phước và có trí, có hồi, có hướng và có phát nguyện. Cho nên chúng ta hòa đồng nhưng mà chúng ta không hòa tan. Hòa đồng là mình hòa đồng với người ta nhưng không biến mình thành Mỹ. Biến mình thành Mỹ là hòa tan. Hòa đồng, hòa nhập chứ không hòa tan. Cho nên cái trường hợp mà này đó là như vậy. Còn ở cái mặt tôn giáo thì mình cố gắng mình nhắc nhở con em. Còn nếu như á mà mình thấy rằng á, Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình có một cái người bạn đạo, mình thương cái người kia mà người đó không cùng tôn giáo với mình, thì mình muốn đi theo thì cái chuyện đó của mình cứ theo. Nhưng mà mình vẫn biết cội nguồn của mình chứ không có sao hết. Còn nếu mà mình á giữ được cái cội nguồn của mình, đó là điều tốt. Vừa rồi Pháp Hòa gặp một gia đình thì ông mới thọ cái ơn của người ta và người ta khuyên ông là cải đạo. Thì ông có nói rằng tôi như một cái bình cắm hoa và nó đã bám bợn lâu ngày, không dễ gì một ngày mà xúc nó sạch được. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời chúng ta thọ ơn thì chúng ta có nhiều cách để trả ơn chứ không nhất thiết phải thay đổi một cái tâm linh của mình. Còn nếu mình vì hạnh phúc, vì tình yêu mình muốn thay đổi, nhưng chúng ta vẫn có gốc rễ. Pháp Hòa có một người đệ tử thì chị này cũng làm đám cưới của người chồng theo đạo. Thì sau đó thì chị đi chùa, chị cúng tổ tiên, thì bị mọi người và bên kia người ta quở. Thì chị mới nói rằng mặc dù tôi theo đó là bởi vì tôi kết hôn tôi theo, nhưng mà không thể cấm tôi cúng quải ông bà tổ tiên, bởi vì đó là gốc rễ của tôi. Và không có một đạo giáo nào biểu người ta phải phản bội gốc rễ của mình. Chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi, thì các vị không nói gì nữa. Cái này đó là một cái diện rất là tế nhị, và không phải chúng ta có thể đưa ra một cái hướng nào được, mà nó tùy theo cái uyển chuyển, cái linh động của từng gia đình. Nếu chúng ta biết cởi mở cái tâm của mình để tiếp nhận mọi người, mình có quyền đi nhà thờ và mình cũng có quyền đi chùa để chúng ta học hỏi và làm giàu cái hiểu biết của mình. Đặc biệt là đối với đạo Phật, chúng ta không đến với đạo Phật bằng đức tin, mà chúng ta đến với đạo Phật bằng trí tuệ. Đức Phật đã xác định điều này trong kinh: quý vị đừng đến với tôi bằng niềm tin, mà quý vị phải đến với tôi bằng trí tuệ. Bởi những gì chúng tôi nói khoan nghe, khoan tin, mà quý vị phải suy xét.
mà cái nghe tôi nói mới có được một phần, đó là văn thôi, là nghe. Rồi quý vị phải tư duy, gọi là tư. Sau đó quý vị ứng dụng, quý vị hành trì, gọi là tu. Văn tư tu là ba điều kiện căn bản để phát huy trí tuệ. Người nào muốn có trí tuệ thì phải có văn tư tu đầy đủ. Thôi thì Pháp Hòa xin ngắn gọn như vậy. Kính thưa đại chúng, chắc chúng ta cũng xin tạm nghỉ ở đây. Thì ngày mai quý vị còn đi làm. Một lần nữa xin cho Pháp Hòa gửi lời tri ân đến tất cả quý vị, kẻ công người của, mỗi người một bàn tay để tổ chức được cái buổi nói chuyện gặp gỡ hôm nay. Và nhân dịp và sắp sửa cuối năm dương lịch 2013, chuẩn bị bước qua dương lịch 2014, kính chúc đại chúng một năm mới được an lành, thân tâm thường an lạc, và luôn luôn giữ tâm đạo của chúng ta mỗi ngày thêm kiên cố bằng sự tu hành phát thệ nguyện, tu phước trí, làm hồi hướng. Chư Phật, chư Bồ Tát đã làm như thế, và ngày nay chúng ta cũng làm như thế. A Di Đà Phật.